Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Ăn gì sáng nay. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị đã quá quen thuộc với các món mặn mà Ăn gì sáng nay đã gợi ý rồi, thì hôm nay đồng nghiệp của chúng tôi sẽ gợi ý cho quý vị một món chay, đó là hủ tiếu xào nấm vị Hồng Kông. Cùng với Hải Triều của Việt Nam Ngày Mới ghé qua một quán chay ở thành phố Hồ Chí Minh có tên là An Duyên để tìm hiểu về món ăn này, quý vị nhé. Giữa phố đông nhộn nhịp, có một An Duyên chay, xanh mát, yên tĩnh, mang đậm nét văn hóa của người Hoa Chợ Lớn. Hàng chục món chay được đầu bếp chế biến khéo léo, đậm vị Hoa, đã để lại ấn tượng cho thực khách. Cô Hoa ăn khoảng chừng 4 năm rồi mà vẫn giữ được cái nêm nếm và bất cứ những cái gì đó, mỗi ngày mỗi một ngon hơn chứ nó không có tệ. Nó kết hợp những cái món Hoa nhưng mà nó vẫn là đồ chay, nó làm cho em có một cái cảm giác giống như là thoải mái hơn, với lại cái hương vị của nó phong phú hơn, nó không có bị gọi là bị giới hạn trong với những cái nguyên liệu mà gọi là chay thôi, cho nên em rất là thích ở đây. Nguyên liệu của món hủ tiếu xào nấm vị Hồng Kông khá đơn giản, gồm hủ tiếu, sợi phở, nấm các loại, đuôi gà, linh chi, đông cô, chả lụa, gia vị. Tài nghệ nấu nướng của đầu bếp quyết định 80% chất lượng của món ăn. Thì lúc mà mình xào hủ tiếu á, là nó thơm nhờ cái khói của chảo và hủ tiếu nó kết hợp lại, mình rất là thơm. Hương vị của Hồng Kông có cần lưu ý là cái lửa, lượng lửa mình phải cân nó đúng. Khi mà vừa mang ra thì Hải Triều nghe được cái mùi của giống như cái mùi sông khói, và khi mà chúng ta ăn vào rồi thì mới có thể cảm nhận được rõ cái mùi này rất là đặc trưng luôn ạ. Chúng ta sẽ chấm một chút nước tương. Đấy. Rất là ngon. Buổi sáng với món chay cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có được những cái bữa chay thật là lành, thật là mát, thật là ngon miệng nhé. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những cái buổi sáng khác nữa, và cùng nhau lên thực đơn để cho buổi sáng của chúng ta thật là trọn vẹn hơn và nhiều năng lượng hơn quý vị nhé. Hải Triều xin chào tạm biệt và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Hải Triều trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.